Chào các bạn, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đóng một bộ hơi mới cho máy 24. Thì bây giờ các bạn tháo nước máy ra cho mình, tháo nắp capo dàn cò ra, tháo mặt quy nát ra và đóng hơi ra nhé. Sau đó các bạn vệ sinh sạch sẽ cho mình. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nắp một bộ hơi mới hoàn chỉnh. Mời các bạn theo dõi nhé. Rồi, mình đã tháo xong rồi các bạn tháo hai cái phanh hai bên này ra và đóng cái ác này ra cho mình. Tiên nắp hơi thì các bạn cũng kiểm tra cái tay biên này nhé, xem nó còn tốt không. Các bạn xóa cái ác mới vào và các bạn nắp ngang thế này, nắp ngang này mà nó có dư độ một ít thì để dùng, còn nếu mà dư nhiều thì các bạn cũng phải thay cái bạc. Đây các bạn, trong trường hợp mà các bạn tháo tay biên ra nhé, tay biên thì nó có cái bạc ở đây, bạc ác ở đây, mà trường hợp mình tháo tay biên ra mà cái bạc thì nó lỏng như thế này là các bạn phải thay bạc, các bạn phải thay cái bạc này. Đây ví dụ như các bạn mua được cái bạc mới này về như này rồi mà các bạn nắp nó vào mà nó nóng, nó vẫn còn nóng, nó không được chặt, thì các bạn phải thay cái tay biên này cho mình nhé. Cái tay biên này như thế là không thể dùng được nữa, phải vứt đi, thì phải mua tay biên mới. Còn nếu mà trong trường hợp đóng bạc thì nó cũng đơn giản, đây cứ đóng hai cái một cái nỗ bạc với nỗ tay biên này vào là xong. Nhưng nó nóng thế này là bỏ nhé. Trước khi đóng hơi vào thì các bạn phải kiểm tra xác măng này, các bạn phải cài hết lượt xác măng vào trong xi lanh trước thì đã. Đây, các bạn kiểm tra hết cho mình xác măng. Vậy là được rồi. Thì kiểm tra, đấy là kiểm tra ở thành xi lanh. Còn các bạn lấy này hai cái xác măng, một xác măng nhớt này, một xác măng dầu này. Các bạn thử vào vít tông cho mình nhé. Đây các bạn thử vào cái tông năn bốn xung quanh cho mình. Năn mà nó có độ nóng cái này là được. Nó độ nóng nó chạy thế này là được. Nó không bị cạnh, nếu mà trong trường hợp nó cạnh nó nhô như thế này nó không xuống được nhé, là các bạn phải xử lý cái chỗ cái mép này nhá, nó bị cạnh nhé. Cạo nó đi. Đấy, cũng đây cũng vậy nhá. Bạn kiểm tra hết lượt cho mình. Rồi, sau đó mình nắp tay biên vào đây nhé, thông ác vào. Thì đây, ví dụ như là cái quả bít tông này là nó có cái dấu mũi tên đi lên, thì các bạn cho nó đi lên. Thì hướng với lại cái tay biên này nó có cái lỗ này, thì nó cũng là hướng quay lên luôn. Đó. Ví dụ như này, lỗ đây. Các bạn nắp vào đây, đóng bạc, đóng ác vào là xong.
Rồi các bạn này, đấy, đóng nó nhô ra một tí thôi là các bạn đưa tay biên vào. Đấy. Các bạn cài cho mình hai cái phanh này vào nhé. Bây giờ mình sẽ vào xiếc măng nhé. Thì đây mình sẽ vào xiếc măng nhớt trước. Đây nhé. Các bạn nắp nồi xo vào, các bạn xoay đi. Xoay cái miệng của cái nồi xo trái chiều với cái miệng của cái xiếc măng này nhé. Cái xiếc măng này nó rất là dễ gãy này. Để mở ra vừa tới để mình đưa nó vào nhé. Rồi mình di chuyển bốn xung quanh thế này này, xem nó không rắt chỗ nào là được. Nếu rắt thì các bạn phải tháo ra cạo nó đi nhé, xem cái điểm nào nó rắt thì cạo. Đây các bạn nhé, đây là hai cái xiếc măng hư này, đây nó có dấu này. Đấy. Hai cái dấu này thì là mình cho nó qua lên trên nhé. Đấy. Thế còn một cái xiếc măng mà có cái viền trắng này, nó là mạ chrome nhé. Mình cái xiếc măng này sẽ mang dầu để kịch bên trên cùng. Các bạn dưới nhớt vào đây để vào hơi nhé. Các bạn xoay xiếc măng thì các bạn cứ xoay xoay nó chéo miệng đi nhau là được bốn góc nhé. Đấy, cái này ở nỗ bên đây thì cho cái xiếc măng thứ hai này ở nỗ bên đây, và xiếc măng thứ ba này ở đoạn giữa này. Đây đối với xin anh thì đây là hai cái rong nước nhé. Rong nước các bạn cứ vào thế này. Đó. Các bạn vào này nhé, các bạn đánh ngón tay này. Các bạn năn đều này, cho nó không bị vắn rong là được nhé. Đấy, mình cứ năn đều nó vốn quanh là được. Thế thôi, không có gì nữa. Đây, đây các bạn. Các bạn bôi nhớt vào đây nhé, bôi nhớt vào cái chỗ rong nước này nhé. Các bạn đưa sen anh vào, xoay, bạn cứ xoay cái này nhé, rồi xoay vỡn vào nhé. Rồi, các bạn lấy miếng gỗ kê vào này, và đóng, nhé. Ok nhé, vậy là xin anh mình đã vào rồi, đóng xong nhé, dễ. Nó sạch đi. Rồi bây giờ mình sẽ vào bít tông nhé. Vào bít tông thì các bạn cứ thay tay biên cho mình nhé. Đã thay hơi là thay luôn cả bạc biên ạ. Bạc biên mới rồi nhé. Các bạn cho nhớt vào bạc biên này, cho nhớt vào chỗ ắc này, rồi cho nhớt vào xác măng này để mình vào hơi cho nó dễ nhé, cho nó trơn nhé. Trước khi các bạn đóng hơi vào nhé,
các bạn để ý xem là cái miệng của tay biên này, cái dấu của nó nằm ở trên hay ở dưới nhé. Đây ví dụ như là khi mình nắp một nốt một nửa còn lại của tay biên này, đấy nó có dấu các bạn, dấu này bên kia cũng có dấu này, thì các bạn phải nhớ chứ không được nắp ngược thế này nhé. Vào hơi cho các bạn xem nhé. Đấy, bạn nhìn. Đấy các bạn nhìn thấy nhà nó. Đấy. Và một tay mình đẩy bê tông và một tay mình vần bánh đá nhé. Rồi các bạn nắp mới ta bằng biên cho mình nhé, cho nhớt vào. Và tất nhiên rồi là cái dấu này ở bên trên nhé. Đây các bạn nhé. Khi các bạn siết bạc biên vào rồi thì các bạn nay bánh đà, nếu mà nó nhẹ là được, còn vần đều bốn xung quanh cho nó lăn đều một vài vòng, nó không có cái điểm rắt ở đâu là được. Các bạn cạo cái mặt máy này cho thật sạch cho mình nhé, cạo hết cái những cái điểm ruông cũ nó còn bắt lại đấy thì cạo thật sạch mà nó kênh ruông. Các bạn kiểm tra bốn con ốc này xem nó có nóng nhé, nếu nóng thì các bạn phải cong nó vào nhé, cong chặt nó vào nhé. Đấy, doang đây các bạn. Thường thường thì nếu mà cái doang nào mà nó ở nốc máy mà nó có cái đường nhớt ý, nó như kiểu là cái nỗ nhớt này, thì mình tìm ở doang nó có cái nỗ thì mình nắp theo chiều nỗ doang thôi, nỗ nhớt thôi. Rồi các bạn siết ốc vào nhé. Đối với bốn con ốc mặt quy nát này nhá, các bạn siết thật đều vào cho mình nhé. Các bạn vặn, lưu ý là phải vặn tay đều vào nhé, vặn tay vào trước, cứ vặn tay chặt bốn con đều đã. Sau đó các bạn vặn chéo góc nhé, từng con một và mỗi con 1/4 vòng nhé, mỗi con vặn 1/4 vòng chéo góc đến khi nào cảm thấy chặt là được. Bây giờ mình sẽ nắp quả nha. Các bạn nắp quả vào đây rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh quả cho nó chuẩn nha.
bạn nhá hai con ốc quò này ra nhá. Để chơi mình chính nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chính quò nhá. Các bạn nhá con ốc cái tiêu dầu ra, các bạn vần bắt đầu dầu nó đùn lên cái ống này thì là mình sẽ chính quò nhá. Rồi. Đây bạn thấy chưa? Này, đấy, dầu nó lên rồi nhá. Đấy, cứ khi nào dầu nó nhô lên là mình dừng bánh đà lại nhá. Thì là mình chính quò. Đấy, bây giờ nhá này. Rồi, dầu nhô này. Rồi, như thế mình chính quò nhá. Chính quò là đây các bạn này. Các bạn nếu mà có cái mua máy mới là người ta cứ hay cho cái căn này để chỉnh quà. Thì nó cái này thì dòng này thì dòng máy nó có hai cái. Cái này là 0,35 ly. Và cái này là 0,45. Thì đối với lại hai cái này thì có một cái là được, một cái là chỉnh cho quà hút và một cái chỉnh cho quà xả, quà xả. Thì các bạn chỉnh cái quà hút là 0,35 nhé. Còn cái quà xá là 0,45. Tức là cái quà hút này, cái quà hút này là khít hơn cái quà xá. Cái quà xá này sẽ mình sẽ chỉnh hở hơn nhá. Thì bây giờ mình giờ cái này thì mình cài nó vào đây. Và mình siết cái con ốc chính này vào, siết vừa tới. Làm sao cho mình vẫn có thể di chuyển được cái này, vừa có độ xít xít là được. Rồi sau này mình hãm chặt con ốc dưới này vào nhé. Nha, đấy, các bạn thấy chưa? Mình hãm chặt vào nó như vậy nhé. Và nó vẫn còn di chuyển được nhé, thì là được. Còn cái này thì mình sẽ chuyển sang bên dày hơn nhé. Các bạn nhá, vẫn di chuyển là được này. Bạn thấy bên này nó hở hơn không, bên này khít hơn không? Đấy các bạn nhé, chính như thế là chuẩn nhé. Sau đó các bạn lắp cabo vào thôi rồi là nó được. Rồi bây giờ các bạn vặn ống dầu vào nhé. Lắp ống dầu lên. Lắp ống dầu vào cho mình. Và cái con ống dầu này, cái đầu mà nắp vào kim đấy thì các bạn hãy vặn tới tay đi nhé. Cứ vặn vào đấy, để đấy. Xong rồi tua cho dầu nó lên đi đã. Còn con ốc dưới bơm, đít bơm này các bạn vặn chặt luôn nhé. Đấy. Xong rồi mình quay để cho xá cho dầu nó lên đi đã. Xá cho dầu nó lên nhé. Dầu lên rồi nha. Đấy, dầu lên rồi đấy các bạn. Rồi mình xiết vào nha. Xiết vào rồi cho lỗ luôn cho nó máu. Xiết vào thế này. Rồi mình lại quay tiếp rồi. Các bạn nghe tiếng kim đánh chưa? Đấy, kim đánh kim tiếp như thế này đấy. Các bạn, cái kim với cái bơm này nhé, thì hôm vừa rồi mình đã có một cái clip để hướng dẫn các bạn cách nắp bơm và chỉnh kim rồi nhé. Thì hôm nay mình nắp nốt cho cái máy bộ hơi nữa thì giờ mình sẽ cho lỗ luôn nhé. Nếu các bạn cần, các bạn muốn xem cách chỉnh kim phun và thay bơm thì cuối video mình sẽ để cái video đấy lên cuối màn hình nhé. Để các bạn xem luôn. Và bây giờ mình sẽ lỗ luôn cho bạn xem cho nó nóng này. Mình chưa đổ nước máy vào đây.
chưa cần nó một ít không quan trọng, không cần với nước máy nha. À, mình sẽ di chuyển đây, Tuấn cầm máy cho bố để bố thử máy cho các bạn xem, các bác xem này nha. Quay nó luôn cho nó máu, xoay ra. Các bạn thấy thế nào? Quay mỗi phát nổ. Video của mình đến đây là kết thúc rồi nhé. Các bạn xem video nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.